Cảm ơn Chúa. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa với nhau trong đề tài đó là sự phán xét cuối cùng, sự phán xét 10 tai họa dành cho các thần ở tại Ai Cập. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về dân Israel được sự bảo vệ trước những cái tai họa đó và thiết lập lễ vượt qua. Có thể quý bạn chị em đã nghe nhiều về lễ vượt qua. Xin Chúa ngày soi dẫn để chúng ta buổi chiều hôm nay cùng học với nhau hết về cái ý nghĩa này. Chúng ta thấy khi dân Israel được Chúa biệt riêng ra ở tại xứ Gô-sen và Chúa nói với Môi-se rằng hãy đến giải phóng dân của ta và đem nó đến cái xứ hứa mà ta ban cho, và hãy nói với Pha-rôn rằng hãy cho dân ta đi để nó thờ phượng ta. Và chúng ta thấy cái cuộc hành trình của Môi-se và A-rôn, Chúa đã dùng hai vị này được ơn trước mặt Chúa, có sự can đảm, dạn dĩ để đối diện với một vị vua hay một vị hoàng đế khôn ngoan, kiêu ngạo. Và các vị này, Môi-se và A-rôn, là một trong những người rất là bản lãnh, không rúng động, không sợ hãi gì. Từ cái tai họa số 1, chúng ta thấy rằng khởi đầu tai họa số 1 nói về quyết. Mà quyết ở đây nó không phải là huyết của con chiên hay là con vật gì hết đó, mà quyết đó nói đến cái sự phán xét. Cuối kết thúc cái tai họa đó là tai họa số 10. Cái kết thúc cái tai họa số 10 cũng nói về quyết. Mà quyết ở đây không phải quyết của sự phán xét, mà quyết của sự che phủ. Chúng ta thấy từ tai họa số 1 đến tai họa số 10 là không có nói quyết, nhưng mà Chúa vẫn bảo vệ họ. Nhưng mà chúng ta thấy cái tai họa, đặc biệt là tai họa giết con đầu lòng, tại sao Chúa phải kêu Môi-se và Pha-rôn phải dùng tới máu? Ai trả lời được câu này? Tại sao chính cái tai họa Chúa không kêu họ làm cái gì hết, mà tại sao tới tai họa số 10 là tại sao Chúa bảo họ là phải dùng tới máu? Chúa muốn gửi cái thông điệp gì đối với người Israel? Hả? Thật sự trong chính tai họa đó là Chúa cũng đã nói với họ là ta sẽ bảo vệ các ngươi rồi, phải không? Nhưng đối với cái tai họa số 10 này, Chúa không phải là không có khả năng, Chúa không phải là Chúa không có thể bảo vệ họ giống như những tai họa khác, nhưng mà Chúa muốn cho họ học hai chữ vâng lời. Chỉ đơn giản thôi, học hai chữ vâng lời thôi. Chúa bảo Môi-se và A-rôn ở trong Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 12 là câu phần đoạn chính đó, là cái câu mà câu chính đó, đoạn chính luôn, cái đoạn mà nói về cái sự phán xét con đầu lòng và cũng nói về thiết lập lễ vượt qua. Anh chị em sẽ cùng mở qua phần đoạn kinh thánh này trong Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn số 12. Từ câu 1 đến câu số 11. Tại xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng: đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con
đoạn để dành đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng dân Israel sẽ giết nó. Vào lối chiều tối, họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mài cửa. Của nhà nào ăn thịt chiên con đó, đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Hãy nhớ, chớ ăn thịt nửa chín, nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả đầu giò với bộ lọc. Các ngươi chớ để chi còn lại cho đến sáng mai. Nếu còn lại, hãy thiêu đi. Vậy, ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang dài, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy đến cái thời điểm này, Pharaoh vẫn là một trong những con người gì? Chai lì, cứng cỏi. Cái kết quả đó là tai họa khủng khiếp xảy ra, một cái sự mất mát tột cùng, đó là đứa con trai của họ phải chết. Ngược lại, dù sống trong dân Ai Cập luôn, ở giữa họ, chung quanh nhà họ là những cái người Ai Cập đều đau đớn khóc than cho đứa con họ mất, nhưng dân Israel không có một con chiên và không có một đứa con trai nào của họ bị chết. Khi Đức Chúa Trời đánh vào sự sống trong xứ Ai Cập với cái tai họa cuối cùng, dân Israel chẳng bị tổn hại. Ấy là Đức Chúa Trời đã cho dân Israel biết rằng cái con đường cứu rỗi đã được Chúa vạch ra, hay là được bày tỏ ra. Cái điều này chỉ áp dụng cho người Israel chứ không có áp dụng cho những quốc gia khác, đặc biệt là dân Ai Cập. Để tránh khỏi cái tai họa cuối cùng và đau lòng, con đầu lòng bị chết á, thì Chúa đã hướng dẫn người Israel làm một cái việc, đó là chọn một con chiên giáp năm, chứ không phải con chiên già nha. Con chiên giáp năm là con chiên một tuổi đó. Là con chiên đó là gì không? Là chiên nó đã tương đối trưởng thành rồi đó. Sức giúp tôi ký đoạn 12 câu số 3 đó: hãy nói cho toàn dân chúng Israel rằng đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Cái con chiên con ở đây là chiên giáp năm đó, là nó là con chiên tơ. Con chiên này nó chưa liên hệ tình ái với con chiên nào hết, phải không? Nó là một con chiên gọi là con chiên được biệt riêng, là thánh khiết đó. Con chiên này chưa có làm những cái công việc gì khác chân, chỉ là trong giai đoạn được trưởng thành thôi. Và Chúa nói rằng hãy bắt con chiên đó và hãy giết nó đi, lấy huyết của nó bôi trên mài cửa, còn thịt của nó để làm gì? Ăn. Thì mỗi một con chiên như vậy đó, Chúa dặn dân sự, đặc biệt là Môi-se đó, phải chọn cái số người ăn cho đủ cái phần con chiên đó, không được cho nó dư qua đêm. Ăn làm sao? Phải hết. Nếu trong một gia đình ăn không hết thì phải mời một cái gia đình kế bên họ đến ăn phụ cho hết con chiên này. Chúa muốn nói điều gì? Là Chúa muốn dạy dỗ là phải biết chia sẻ, biết yêu thương anh em mình. Huyết được bay trên mồi cỏ cửa đó là bởi huyết của con chiên đó. Thì anh chị em biết rằng cái người mà được lấy huyết á, gia đình nào được lấy huyết bôi trên mài cửa đó, và Chúa nhắc nhở là gì không? Cái người thành viên trong gia đình đó không được đi ra khỏi nhà,
không có phải là quyết bôi trên cửa nhà rồi thì anh muốn đi đâu thì đi, không phải anh qua nhà hàng xóm anh chơi, anh nói qua nhà anh Ai Cập là anh ăn bên kia, anh uống bên kia đâu, mà là gì không, anh phải ở trong cái nhà đó là không được đi ra khỏi nhà. Chú muốn nói cái điều gì? Việc riêng. Ở đây khi chúng ta nhìn và đi sâu từ chữ, chúng ta thấy rằng Chúa muốn dạy dân sự của Chúa một cái chữ vâng lời, vâng phục. Nếu cho dù họ có bôi trên mọi cửa là họ vâng lời thôi, nhưng mà họ không ở trong cái nhà đó thì họ vẫn đối diện với sự chết. Có nghĩa là vâng lời phải vâng lời tuyệt đối, chứ phải vâng lời 50%. Hỏi anh em ngày hôm nay, anh em vâng lời Chúa bao nhiêu phần trăm? Dạ em vâng lời có phần nữa, còn phần nữa em để lại. Vâng lời phân nữa cũng không được nghe. Tại sao vậy? Đã chuyện là bôi huyết trên ngoài cửa rồi, nhưng phải ở trong nhà chứ mà đi ra khỏi nhà là vẫn chết như người ta đó. Cái ngày hôm nay người Do Thái á, người Y-sên vẫn còn giữ cái lễ vượt qua này. Họ vẫn còn giữ nha anh chị em, chứ không phải họ mất đâu. Mà Kinh Thánh cho nói sao? Các ngươi phải làm kỷ niệm này cho đến khi nào? Đời đời á, có nghĩa là từ thế hệ này qua thế hệ khác phải giữ cái đó. Đó là gì? Đó là ngày mà Chúa hình thành dân tộc Y-sên. Anh em biết rằng Y-sên có ngày hôm nay là gì? Ngày đó, ngày 14 tháng 4. Ngày 14 tháng 4, nhưng mà theo lịch Do Thái là ngày 14 tháng Giêng. Theo lịch dương lịch của mình là 14 tháng 4 đó. Và tôi lấy cái ngày mà 14 tháng 4 đi kỷ niệm thành lập Hội Thánh Giuse đó, như là ngày lễ vượt qua, đúng cái ngày đó luôn đó anh chị em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ mặt một. Chú dạy sao? Tức là hãy bắt một con chiên con. Rồi, chúng ta hãy đặt câu hỏi tại đây, tại sao Chú không kêu bắt con chiên già? Hãy bắt con chiên mà nó đã đẻ rồi, hay là bắt con chiên một con chiên gì đó khác mà lại là một con chiên mới đẻ, hoặc là tại sao bắt một con chiên con mà con chiên một năm? Cái con chiên con này, nó đến cái con chiên ở đây là không phải nó đến cái người mới tin Chúa. Thằng lớn cho nó nói với con chiên con, tụi nó đến đây không là người mới tin Chúa phải không? Nhưng thật sự cái con chiên con là nói về Chúa Giêsu đó anh chị em. Ở trong lời Chúa, trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 29 nói sao? Giăng Baptist chỉ về phía Chúa Giêsu mà nói rằng gì? Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Thứ nhất, đoạn 1 câu 18, 19 cũng nói rằng vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, hoặc là bạc, hoặc là vàng mà anh em đã được chuộc bởi sự ăn ở không ga chi của tổ phụ truyền lại cho anh em, bèn là bởi huyết báo của đấng Christ, như huyết của chiên con không tỳ không vít. Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời không cho Chúa lập gia đình rồi có vợ rồi đó, rồi Chúa Giêsu phải lên thập tự giá để Chúa Giêsu có thể biết được cái tình cảm trai gái? Có bao giờ anh em nghĩ gì không? Tôi cũng thắc mắc gì nè. Đơn giản thôi, vì chiên con làm lễ vượt qua phải là con chiên không tỳ vết. Chiên con hay là con chiên giáp năm, con chiên một tuổi, hay nói đến ra là cái tuổi này là cái tuổi thịt nó, thấy không? Huyết của nó, thấy không? Thân thể của nó là cái giai đoạn tốt nhất, ngon nhất. Cái tuổi mà hầu việc Chúa của anh em là cái tuổi thanh niên, là cái tuổi 18 đến 50. 50 là lớn rồi đó, nhưng cái lọt một cái tuổi từ 18 đến 40 là cái tuổi tốt nhất của anh em hầu việc Chúa. Ở đây ai lọt vào cái tuổi từ 18 đến 40? Đây là cái gì? Chiên con
Đây là chiên con. Đây là gì không? Đây là cái tuổi thanh xuân, là tuổi tốt nhất để làm của lễ dâng lên cho Chúa. Nhưng mà anh em biết không, có biết bao nhiêu người trẻ ngày hôm nay đã dâng cái tuổi thanh xuân của mình cho gì? Cho ma túy, cho cờ bạc, cho trai gái, cho tội lỗi. Chúng ta dâng cái tuổi thanh xuân, chúng ta cho những cái thứ đó có ý nghĩa gì không? Anh em nhìn coi, dâng những cái thứ thanh xuân mình cho những thứ đó có ý nghĩa gì không? Thứ đó là ma quỷ nó lợi dụng và nó phá hủy cái cuộc đời của chúng ta. Chiên con cái tuổi này đã dâng cho Chúa. Chúng ta thấy một ngày nọ, Chúa Giêsu đến thành Jerusalem. Chúa bảo các môn đệ của Chúa làm gì? Các người hãy đến cái làng đó, hãy bắt hai con, bắt con chiên đang buộc vào gốc cây, và hãy nói cái người ta, nếu ai hỏi thì hãy nói rằng gì? Chúa cần nó. Một con chiên con và con lừa, phải không? Dưới một con lừa mẹ. Con chiên với con lừa đó, là cả hai con đó, đều giống giống như nhau. Nhưng mà con chiên thì làm thịt, đúng không? Con lừa để phục vụ. Nó khác nhau chút xíu. Con chiên thì nó không kèo, không có cài cấy, không có lôi kéo, không có làm gì được chân á. Nhưng nó chỉ sử dụng cho cái chuyện gì, phải không? Thịt, sữa và lông thôi. Nó chỉ dùng làm thực phẩm thôi. Còn con lừa nó dùng làm thực phẩm mà nó còn dùng cái công sức của nó nữa, dùng cái sức của nó nữa. Mà Chúa lại bảo môn đệ của Chúa hãy bắt cái con lừa con đó đến cho ta. Và Chúa Giêsu cởi con lừa đó. Và cái chiên con của lễ vượt qua phải là con chiên con, chứ không được con chiên già hoặc là chiên mới đẻ. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em hãy nhắc nhở con cháu của mình, và hãy chia sẻ, hãy khích lệ cho con cái của mình. Khi nó còn là con chiên con, khi nó còn là tuổi thanh xuân, hãy dâng cho Chúa. Chúa kêu gọi quý bà anh chị em ở cái tuổi 40 mấy 50 rồi. Có một vài anh chị em ở đây vào cái tuổi bắt đầu sắp sửa vào cái tuổi 60 rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái khoảng thời gian tuổi thanh xuân của vậy, chúng ta thấy nó có phí không? Phí không? Quá phí. Chúng ta xem trong khoảng thời gian mấy chục năm, khoảng 20 năm chúng ta dành cái tuổi thanh xuân đó đó, anh chị em làm cái gì có lợi gì cho Chúa không? Tối ngày cái đi ăn nhậu, cờ bạc, quánh lộn, quánh lạo. Có một số người thì ở vô tù. Chúng ta thấy có ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa gì. Bởi vậy cảm ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa đem anh chị em ra, cho anh em trở thành cái con chiên. Dẫu rằng không phải là con chiên con, chiên già, dâng cho Chúa còn đỡ hơn không có dâng. Hãy cảm ơn Chúa nghe. Dẫu rằng chiên nó già rồi, đi hết nổi rồi đó, đi tay chân nó run rồi đó, dù sao cũng đỡ hơn là không có dâng. Chúng ta thấy dân Israel lúc này họ vâng lời Chúa và họ không có dám cãi. Tại vì họ khiếp sợ những cái tai họa luôn, chứ không phải đâu. Đừng nghĩ dân Israel họ thấy những người ta rồi họ mừng đâu nha anh em. Họ cũng quảng hồn vẫn dí luôn Chúa dẫn. Đồng ý là toàn khỏi Ai Cập là họ khiếp sợ rồi. Nhưng mà dân Israel ở giữa đó họ cũng quảng loạn nữa chứ người. Nhưng mà họ tin vào đấng toàn năng, họ tin vào đấng bảo vệ họ, họ tin vào lời hứa, họ tin vào Môi-se và A-rôn. Nhân đó lòng của họ đó không có bị khốn cùng như người Ai Cập. Chúng ta thấy trong xuyên suốt Kinh Thánh, cái con chiên nó là luôn luôn hiện hữu. Trong suốt Kinh Thánh con chiên nó luôn hiện hữu. Tại vườn địa đàng, Adam và Eva phạm tội, Chúa phải giết con chiên để lấy cái da của nó may áo cho Adam và Eva mặc. Lúc Chúa bảo Abraham dâng con của mình là Isaac cho Chúa, và có tuổi là tuổi con chiên con đó. Isaac là có tuổi là tuổi mới 10 tuổi còn trẻ thôi chứ chưa phải là lớn đâu, còn trẻ lắm, tuổi rất là thanh xuân mà. Khi đem lên núi sắp sửa
hành quyết Isaac đó, thì Chúa bảo Abraham phải làm gì? Hãy quay hướng bên kia. Thì ông thấy có một con chiên đang mắc sừng ở trên cái bụi cây, và Chúa đã đặt hãy giết con chiên đó làm gì? Thay thế cho con của người. Chúa, chúng ta thấy Chúa luôn luôn dùng hình ảnh con chiên là cái vật chết thai, đúng không? Vật thay thế. Con chiên ở tại vườn địa đàng cũng là vật thay thế. Con chiên của Chúa dùng để giúp đỡ cho Isaac cũng là vật thay thế. Rồi sau đó dân sự của Chúa bắt đầu đi vào trong đồng vắng làm lễ vượt qua. Tại lễ vượt qua này cũng phải có một cái con chiên con để thay thế. Rồi khi họ bước vào trong đồng vắng thì cũng có con chiên đó phải chết để làm lễ chuộc tội cho dân sự. Và đến khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Chúa Giêsu là chiên con của lễ vượt qua. Hình như cái con chiên nó luôn đồng hành với người Israel. Cũng một thấy con chiên nó luôn đồng hành với chúng ta. Mà ngày hôm nay tôi và anh chị em không cần phải giết chiên liên tục như ngày xưa, mà chúng ta chỉ cần tin vào chiên con của Đức Chúa Trời là quý vị được tha tội, được cứu chuộc rồi. Như tôi nói hồi nãy, cái tuổi con chiên mà gọi là tuổi con chiên tốt nhất, đẹp nhất là cái tuổi đó một tuổi thôi. Cái tuổi này là cái tuổi mà gọi là thịt nó ngon rồi, cái gì nó cũng ngon hết á. Không biết anh em ăn thịt cừu chưa? Chiên là con cừu đó, cừu là con chiên đó. Cái sừng này á, là không phải là sừng con cừu một tuổi, mà con cù này là con cù nó già rồi. Con cù này không phải là con cù cái mà lại là con cù đực. Nếu con nào có sừng nó mà là đực thôi, còn con cái này nó không có sừng. Người Israel họ bắt con chiên làm của lễ, nhưng cái sừng của nó đó người ta lấy để làm cái kèn. Đây là cái kèn sofa. Cái từ sofa có nghĩa là chống rỗng. Trong cái sừng này nó có cái sụn và có cái thịt. Cái sụn ở trong á là có thịt ở trong nữa. Để sử dụng cái sừng này người ta phải moi, thấy không? Người ta phải moi thịt này ra. Moi cái sực. Tại vì anh em muốn mà thổi liền thì nó thúi lắm. Người ta phải rửa, người ta làm sạch phía trong này. Như vậy ở đây ta cắt một cái đầu để cho nó trống, ở đây cái đầu cho nó trống. Để chi vậy? Khi ta thổi đó thì cái hơi nó thổi vô đây, nó lòn vô. Cái sừng con cừu này á, nếu mà để bình thường nó rất là thô gắt, rất là thô. Cái người mà làm sừng thì người ta phải mài nhẵn đi, để khi mình cầm nó không có bị sần sùi. Nó có ý nghĩa gì? Con chiên có lễ vượt qua là cái chuyện mà mình nói rằng là dâng cho Chúa rồi. Cái sừng này Chúa vẫn sử dụng. Tôi và anh chị em có thể giống như là cái sừng cái con cừu vậy đó. Trước đây chúng ta chưa tin Chúa đó, trong lòng chúng ta đầy dẫy sự gian ác hôi thối giống như trong cái sừng này nè. Và được Thánh Linh lời Chúa rửa sạch con người của chúng ta, tẩy sạch những sự ô uế đó đi. Không. Và tấm lòng của tôi và anh chị em được mở ra, được mở ra bởi cái hai cái đầu này nè. Chúng ta lòng mình mở ra để chi? Để Thánh Linh của Chúa là hơi thở thổi vào trong chúng ta. Khi mà thổi vào thì nó mới có tiếng kêu. Thổi có tiếng kêu. Đời sống của anh em mà khi được Chúa tẩy sạch những cái chặt cặn bã ô uế rồi đó, rồi Thánh Linh thổi vào trong anh em nữa, thì anh em phải phát ra cái tiếng vang. Tùy theo người mà cái tiếng quang nó như thế nào. Còn nếu mà còn thịt trong đây một đống, nó thổi ra cái gì?
thở ra cái mùi thúi, phải không? Thịt thì cũng đóng này, thúi mà thúi thì thói gì? Lý do tại sao có nhiều cơ đốc nhân nói ra cái thúi ình nè? Lý do tại sao phải không? Không có được thay đổi bên trong. Vì thánh linh của chúng phải thổi vào làm cho cái con người bên trong này thôi. Như cái bề ngoài thôi, anh em sạch bên trong người sau cũng sẽ được sạch bên ngoài thôi. Người ta phải mài nhặt nó đi để chi vậy? Để cái chỗ thô gắt này không còn nữa. Anh em chưa tin Chúa đó, anh em mới về tin Chúa, đời sống anh em còn thô gắt không? Còn thô gắt là cái gì? Vẫn còn cứng cỏi, vẫn còn cứng đầu cứng cỏi lắm đó. Đâu đâu đi nhóm lần, dân hiến không muốn dân nữa. Trời ơi, nào khi cũng hay bắt bẻ đủ trò chứ. Nhưng khi thời gian đi theo Chúa, Chúa làm nhẵn này đi. Cảm ơn Chúa, những ngày mà qua tôi thấy một năm vừa qua anh em kiên ăn rồi học kinh thánh 3 ngày, tôi thấy anh em lớn, tôi thấy không ngờ luôn đó. Chúa làm cho anh em vậy. Cái điều đặc biệt là tôi cảm ơn Chúa là giờ tôi dạy anh em mà tôi nói cũng mạnh lắm, mà thấy anh em cũng ngồi cũng rất là ham thích nghe. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi muốn hỏi anh em nè, anh em thích cái tiếng gì nha? Để tôi hỏi anh em mình là loại tiếng gì? Tiếng vang phải không? Thì anh em coi, tôi hỏi anh em coi mình là cái tiếng gì anh em nghe. Có nhiều loại tiếng lắm, nhưng mà trong cái tiếng kèn này nó thổi ra sẽ có nhiều loại tiếng lắm. Ở đây nói có một số người có thánh linh nhưng mà cái tiếng nó chưa được phát ra, phải không? Cái tiếng nó chưa có vang ra. Biết tại sao không? Tại vì chúng ta chưa sử dụng đúng, hay nói đúng ra là anh em chưa có bước đi bởi thánh linh. Có thánh linh, có hơi thở thổi vào nhưng nó không phát ra tiếng được. Tại vì anh em sợ, hoặc là anh em chưa đủ đức tin, và là anh em chưa để cho cái sự sống của thật của Chúa nó lưu dẫn trong đời sống của mình. Và chúng ta thấy có rất nhiều người tin Chúa, có rất nhiều người đi giảng nhưng mà không có kết quả, có cái đời sống mà không kết quả. Chúng ta thấy có những người theo Chúa mà không kết quả không? Rồi, anh em đã nghe có hơi thở thổi vào nhưng mà không có ra tiếng, phải không? Bây giờ anh em nghe coi nó có tiếng gì nữa nha. Cái này thì nó nghe được tiếng chút xíu, không? Có tiếng rồi đó, có nghĩa là anh em bắt đầu được tăng trưởng được chút. Có những anh em bắt đầu học lời Chúa, được thánh linh của Chúa lưu sức ở trong đời sống của mình, và anh em bắt đầu học để chịu thay đổi. Bắt đầu cái tiếng vang bắt đầu nó được bày tỏ ra, hay đó là gì? Anh em bắt đầu có những cái kết quả, tuy rằng nó chưa có nhiều nhưng mà nó đã bắt đầu có kết quả. Thì anh em đừng có khoe khoang gì, tôi cũng đang có tiếng này tiếng kia rồi, thấy không? Đừng có khoe khoang gì, hãy cảm ơn Chúa. Nhưng mà không có nghĩa là anh em đã đạt rồi. Cái tiếng kêu anh nghe thấy hay không? Không hay ho chứ. Chúng ta cần phải có những cái tiếng kêu nó thánh thoát hơn, nó dài hơn, nó ngăn nga hơn, phải không? Đời sống anh em cần phải trưởng thành hơn. Để thổi được cái kèn này nó khó cực kỳ anh chị em. Đòi hỏi cái người thổi nó phải tập luyện. Tại vì ở đây trong cái này nó chỉ là một cái lỗ thông thôi, chứ nó không có cái lưỡi gà ở trong đây. Giống như cái kèn saxophone, cái kèn saxophone nó có cái lưỡi gà. Anh em không cần tập, anh em để miệng vô thổi nó vẫn ra tiếng. Còn cái kèn này là không có ra tiếng, trừ khi anh em nào tập luyện nhạy bén thường xuyên, mà chúng ta tập đúng cách nó mới ra tiếng, hiểu không? Bây giờ anh em muốn thêm những cái tiếng nữa phải không? Cảm ơn Chúa, hỏi thêm nữa để mà anh em cố gắng tập. Có những người á là khi đi học vì Chúa cái tiếng cũng là trong trẻo lắm, hiểu không? Tiếng vang được cũng có, chỉ là tiếng vang thôi nhưng mà không có tình yêu ở trong đó. Chúng ta làm bất cứ nhiều việc, có rất nhiều anh em gì không, làm rất nhiều việc cho Chúa, hy sinh đốt thân mình, dâng hiến, làm cực khổ cho Chúa đủ thứ hết, nhưng mà không có tình yêu. Cái người nào làm việc cho Chúa mà không có tình yêu giống như là kèn
chặt chỏ vang, thổi vang ở trong cái sa mạc, rồi cuối cùng không có ý nghĩa gì. Chúng ta cần làm bất cứ việc gì thì cái tiếng đó hay là cái điều mà chúng ta làm là phải có chứa đựng tình yêu trong đó. Dòng ý có sự sống là có quyền năng mà có tình yêu nữa. Amen ha. Và tôi và anh chị em hãy để Chúa sử dụng mình giống như cái sừng này. Hãy để Chúa tẩy sạch tất cả những cái chất sụn, những chất ô uế bẩn thỉu ra khỏi trong đời sống của mình. Đó là gì? Tham lam nè, dâm dục nè, ghen tị nè, thù ghét nè, thấy không? Để cho nó ra khỏi. Khi nó ra khỏi cái đó xong, nó trở thành một cái ống thông suốt, rồi có hơi thở thổi vào nó sẽ tạo tiếng kêu thôi. Đó, bây giờ anh em nghe thấy nó hay hơn phải không? Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em trở thành cái tiếng kêu, tiếng kèn vang thổi vang lên để thông báo cái gì? Khi tiếng kèn thổi vang lên, cái tiếng kèn này thông báo thứ nhất đó là mùa gặt đến. Thứ hai, khi tiếng kèn thổi vang lên để thông báo cho mọi người thì sẽ có một cái cuộc nhóm họp thánh, là mọi người phải tập trung lại để thờ phượng Chúa. Người Sơn họ dùng tiếng kèn để thông báo đó. Tiếng kèn này thổi vang lên để thông báo cho mọi người biết rằng chúng ta chuẩn bị ra chiến trận, ra chiến đấu với kẻ thù. Tiếng kèn này thổi vang lên để chi? Để thông báo cho mọi người biết rằng, tin mừng rằng cái cuộc chiến mình đã đắc thắng rồi. Không ai mà thất bại mà thổi kèn hết trơn á. Ta thổi kèn là trong thông báo sự đắc thắng thôi. Tiếng kèn này thổi vang lên để cho biết rằng gì? Ngày Chúa trở lại nữa. Chúng ta thấy không? Có 7 tiếng kèn phải không? Tiếng kèn thổi vang lên là thông báo cho mình biết rằng tai họa sắp đến đó. Tai họa sắp đến. Rồi chúng ta sẽ nói về cái bài học của chúng ta về quyết được bôi trên mọi cửa. Quyết được bôi trên mọi cửa là không được ra khỏi nhà. Có nghĩa là Chúa đòi hỏi chúng ta phải có sự vâng phục Chúa, chứ không được bất tưng giống như Adam và Eva tại vườn địa đàng. Chúng ta có thể tạm chia ra ba thời kỳ thế này. Từ Adam đến Abraham là khoảng 2000 năm. Và từ Abraham đến Chúa Giêsu giáng sinh là khoảng 2000 năm. Và từ Chúa Giêsu giáng sinh đến chúng ta ngày hôm nay là khoảng hơn 2000 năm. Cái thời kỳ mà từ Chúa Giêsu đến thế gian này và chúng ta có mặt ngày hôm nay đó, chúng ta có thể gọi là thời kỳ là thời kỳ cuối đó. Chúng ta không biết ngày nào Chúa trở lại. Có thể là ngày mai, một năm nữa, trăm năm nữa, chúng ta không biết được. Chính chỗ đó, cái hình ảnh con chiên được bôi trên ngoài cửa, huyết của nó được bôi trên ngoài cửa ngày xưa thế nào, thì ngày hôm nay huyết của chiên con phải được bôi sạch ở trong tấm lòng của chúng ta, và huyết đó phải hiện hữu ở trong tấm lòng chúng ta mỗi ngày. Quyết được bôi trên mày cửa không phải là họ bôi xong rồi là chút xíu họ xóa đâu, mà bôi lên mỗi ngày. Một trong những cái bí quyết, một trong những cái bí quyết gọi là quan trọng nhất trong vấn đề giải cứu, đó là anh em phải hướng dẫn cho cái người mà mình cầu nguyện là phải ăn năn vào tin dầu sự tha thứ của quyết Chúa Giêsu. Mà người đó rất sợ cái từ quyết của Chúa Giêsu, chứ đâu có sợ quyết con chiên. Nó không sợ quyết của bà con đâu, anh chị em đâu. Nó sợ chỉ quyết của Giêsu. Lý do tại sao? Tại vì duy nhất chỉ có quyết Chúa Giêsu là quyết vô nhiễm tội lỗi, và quyết từ trời chứ không phải quyết từ con người. Quyết Chúa Giêsu là quyết thánh vô cùng. Chỉ có quyết của Chúa Giêsu là một con đường mà anh em có thể đến vào nơi chí thánh của Chúa. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá, giây phút Chúa tắt thở,
Bức màn trong đền thờ xé ra từ trên xuống dưới là cho anh em một cái thông báo là gì? Là anh em được bước vào trong sự hiện diện nơi chí thánh mà không cần phải làm một cái lễ gì để đi qua cái màn. Hay nói đúng ra là cái màn là phân cách giữa con người với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi. Nếu anh em xuyên được qua cái màn, anh em phải là người xóa tội, hết tội anh em mới đi vào đó được. Như vậy huyết Chúa Giêsu là tẩy sạch, huyết Chúa Giêsu thay thế cái màn đó đó, và anh em được tự do đến với Đức Chúa Trời. Như vậy trong đời sống của tôi và anh chị em hàng ngày, chúng ta luôn nhờ cậy huyết. Cái người trong lời cầu nguyện của họ luôn luôn cầu nguyện xin huyết Chúa Giêsu tha tội cho con, có nghĩa là người đó đang thể hiện một cái đời sống khiêm nhường, một cái đời sống biết hạ mình, biết ăn năn. Anh em thấy có những người họ cầu nguyện họ không bao giờ ăn năn. Có những người mình nói với họ anh có tội, họ không bao giờ họ nói rằng họ là người có tội đâu. Họ lúc nào họ cũng nói rằng là họ trói quanh thôi. Họ đổ lỗi cho cái này, họ đổ lỗi cho kia, thậm chí đổ lỗi cho Chúa nữa. Họ không bao giờ hạ mình xuống để ăn năn. Họ không bao giờ nhờ cậy huyết của Chúa để tẩy sạch tội lỗi của họ. Trong vấn đề giải cứu và chữa lành, anh em phải thật sự là người kinh nghiệm về sự tha thứ của Chúa. Nếu anh em chưa kinh nghiệm về sự tha thứ của Chúa, anh em chưa kinh nghiệm về dầu máu của Chúa, thì đừng có nói câu là đi chữa lành hay giải cứu người khác. Tại sao vậy? Tại anh em đâu có khiêm nhường hạ lòng, anh em đâu có giờ thừa nhận mình là tội nhân để xin sự thương xót và tha thứ của Chúa đâu. Và khi anh em ăn năn thì anh em mới được làm con của Chúa chứ. Anh em tin anh em được làm con của Chúa chứ. Anh em thấy lý do tại sao các thầy con có thể tế lễ Sê-pha đuổi những con quỷ, mà tại sao con quỷ nó mạnh hơn, nó sắm vào họ và làm cho họ phải khốn cùng không? Tại vì họ không có tin vào Chúa Giê-xu. Họ chỉ mượn danh Chúa Giê-xu mà đi đuổi thôi, chứ còn họ không có tin Chúa Giê-xu. Như vậy anh em làm cái công tác này là anh em cần phải hạ lòng, khiêm nhường, ăn năn, và anh em phải đầu phục Chúa và đầu phục về sự chết và sự sống lại của Chúa. Chỉ có huyết Chúa Giê-xu mà nói, anh em biết rằng huyết Chúa Giê-xu là cánh cửa duy nhất để dẫn anh em vào trong thiên đàng. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 9 thế này, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Anh em, chúng ta muốn được vào cái cánh cửa trên, muốn vào thiên đàng thì anh em phải qua cái một cái con đường duy nhất, đó là Chúa Giê-xu. Công vụ đoạn 4 câu 12 nói sao? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào ban cho loài người đến nhờ đó mà được cứu. Như vậy, ngoài Chúa Giê-xu, ngoài cái huyết Chúa Giê-xu, ngoài huyết của con chiên đổ ra, thì không có một cái con đường nào khác, không có một cái ông thần thánh nào khác để thay thế hết. Khi quyết được bôi trên mài cửa là anh em phải văng lời ở trong nhà. Nếu anh em đi ra khỏi căn nhà đó, tai họa nó bắt xảy đến. Có nghĩa là có nhiều người đã tin vào huyết của Chúa tha tội cho mình rồi, đã tin vào sự tha thứ của Chúa rồi, nhưng vẫn cố tình không vâng lời. Có những người đi nhà thờ, có những người thậm chí hầu việc Chúa luôn, nhưng mà không có vâng phục Chúa. Ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu số 7 số 8 nói sao? Hãy phục Đức Chúa Trời và chống cự ma quỷ thì nó mới lánh xa anh em. Anh em không có phục Chúa thì làm sao đi chống ma quỷ được, phải không? Hãy phục Chúa.
Phục Chúa có nghĩa là gì? Đó là ở trong cái nhà hay là thuần phục cái ý muốn của Chúa. Bởi vì khi anh em tin Chúa rồi, chúng ta đừng bao giờ nói rằng là tôi tin Chúa là đủ rồi, không cần phải làm thêm gì nữa. Tôi không cần phải đi thờ phượng Chúa, không cần phải học kinh thánh, không cần phải làm. Hỏi anh em, nếu chúng ta không có học kinh thánh, không có làm, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta đến phần kế tiếp. Ăn thịt chiên quay và không để lại chút gì. Ở đây Chúa nói sao? Cái con chiên mà khi làm thịt nó xong rồi đó, quyết nó bôi trên ngoài cửa rồi, con thịt đó là gì? Không được nấu nửa chín nửa sống và không có được quyền luộc. Vì vậy Chúa dạy chúng ta cái gì đấy? Thịt đó, đó là không được quyền luộc và thịt không được nấu nửa chín nửa sống là sao? Thịt ở đây là thức ăn, mà lời Đức Chúa Trời giống như thịt vậy đó, là thức ăn đó. Anh em học lời Chúa không được áp dụng lời Chúa bằng cách là nửa đời nửa đạo, nửa Chúa nửa tà vô để áp dụng, là nửa sống nửa chết đó. Và sao là anh em làm thầy giảng lời Chúa cho người ta thì không được, là phân nửa thì Chúa phân nửa thì ba cái tà thuật là không được. Có một chị em này xem sách đó là tử vi à, rồi xem nút rồi xem khuôn mặt người ta, rồi xong cái đầu á, là dạy kinh thánh, rồi từ trên nhìn xuống thấy nút rồi người ta gì, cái đầu khoáng câu nói Chúa phán à, năm nay á à, chị sẽ được phước nè, tại vì Chúa bày tỏ thôi là cái nút rồi trên chị á. Bậy bạ. Cái này là hổ mà tôi gặp anh Tấn tôi phải nói anh, hôm nay tôi nói luôn á, là hướng dẫn người ta mà nói nhìn ánh trăng tròn thì khuyết này kia thì đi mua lúa nó trúng. Cái đó là theo cái sách gọi là sách là của bên là thế giới tà thuật đó, nó là một cái kinh nghiệm thôi, nhưng mà người ta được hướng dẫn bởi cái vấn đề là tà thuật theo cái thuyết của Lưu Bá Ôn. Bởi vì khi anh em mà đi giảng, đi dạy người ta, anh em đừng bao giờ quơ cái gì ở ngoài vô để giúp đỡ cho anh em, để nói về Chúa người ta nghe là không được. Gọi là gì không? Thịt nửa sống nửa chín. Thí dụ anh em gặp một người nào đó ta bị bệnh đi, anh em chỉ có được cái quyền là cầu nguyện người ta hết bệnh thôi, còn người ta hết hay không là chuyện người ta với Chúa. Anh em đừng bao giờ là hướng dẫn ta à, tôi chở đi bác sĩ này hay lắm à, tôi chở đi cái núi kia bà thầy kia cũng hay nữa ở à, gì thôi rồi rồi. Cái việc của chúng ta là cầu nguyện người ta hết bệnh, là chúng ta tin chắc rằng Chúa đang chữa lành cho chúng ta, đó là thịt thật luôn, là không có nửa sống nửa chết. Và lý do tại sao là thịt phải luộc, là Chúa cấm là không cho ăn thịt luộc. Thịt đó mà anh em bỏ trong nước mà luộc đó là thịt nó không còn nguyên chất của thịt nữa, phải không? Nhân cái đó đó, đối với cái lực về à, dân tế lễ cho Chúa là phải luôn luôn lúc nào phải đưa qua lửa ấy. Lửa không đó, là Chúa nói sao? Hãy quay con chiên nó ở trên lửa ấy. Lửa nó đến sức nóng, lửa nó đến Đức Thánh Linh. Khi quay con chiên ở trên lửa, nó cộng có lửa, cộng có sức nóng, nó sẽ làm cho thịt nó chín lên. Là nó chín chứ không có nửa sống nửa chín, mà nó chín chứ không phải là dùng cách là luộc mà phải cho qua lửa. Anh em càng học lời Chúa, nó sẽ gia tăng lửa Thánh Linh và sự cuồng nhiệt trong Chúa, phải không? Anh em càng học lời Chúa có lửa, nó càng làm cho anh em mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Chứ anh em càng học lời Chúa mà anh em cảm thấy lạnh tanh là sao? Là luộc đó.
Anh em hãy kiểm tra này, trong tấm lòng chúng ta học Kinh Thánh những ngày vừa qua, hai ngày qua, anh em thấy trong lòng mình nó lạnh hay nó nóng? Nó nóng là thịt quay, còn nó lạnh là gì? Thịt luộc. Đây. Nhưng đến sáng mai người Israel vẫn chưa ra khỏi nhà, họ chỉ ăn thịt con chiên theo lời Đức Chúa Trời phán dặn. Vì sao họ phải ăn thịt con chiên vào lúc ban đêm? Điều này được chứa đựng ý nghĩa thuộc linh sâu nhiệm gì? Trước khi Adam ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, người sống dưới sự cai quản của Đức Chúa Trời là Chúa sự sáng. Nhưng từ khi người bất tưng và ăn trái cấm, người trở thành nô lệ của tội lỗi. Tại điều này mà hết thảy hậu tự người, toàn bộ nhân loại đã phải chịu dưới sự cầm quyền của kẻ thù là Satan và ma quỷ, kẻ cầm quyền của sự tối tăm. Vậy nên thế gian này là thế gian của sự tối tăm, hay gọi là ban đêm. Giống như người Israel đã phải ăn thịt chiên con vào ban đêm, chúng ta là loài có sanh linh trong thế gian tối tăm. Chúng ta phải ăn thịt con người là lời Đức Chúa Trời, là Chúa sự sáng, và uống huyết người hầu cho chúng ta có thể nhận lãnh được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã phán dặn họ cách tỏ tường về cách ăn thịt chiên. Họ đã phải ăn thịt chiên với bánh không men, với rau đắng, ở trong sức Ai Cập ký đoạn 12 câu 8. Không phải họ ăn thịt bình thường nha. Họ ăn thịt đó là không phải ăn ban ngày đâu, mà ăn ban đêm á. Ăn á, mà không phải ăn cái kiểu mà ngồi giống như mấy ông á, anh mình ngồi cái kiểu lay gai đâu. Rồi ăn người ngồi ngã qua ngã lại, vừa ăn vừa uống bia, hoặc là vừa ăn vừa uống nước trà đâu. Mà ăn gì? Quần phải mặc, áo phải mặc, thắt lưng ngang hông, chân mang dài. Ăn hối hả là chuẩn bị gì không? Chuẩn bị một cái cuộc hành trình đi xa. Ăn trong tinh thần là gì? Chuẩn bị hành trình, hành quân đó, là chuẩn bị bước đi đó. Và ăn là không để lại sáng, phải ăn qua trong đêm. Ăn với gì? Với bánh không men. Lý do tại sao họ phải ăn bánh không men? Men là tượng trưng cho cái gì đó nó dậy lên, nó lan ra, phải không? Nó là một cái thứ nó lan, lây lan. Thường cái gì lây lan đó là tội lỗi. Bánh không men nó loại bánh nó không có phát triển, thổi phồng lên hoặc là nó lây lan. Có nghĩa là một cái người ăn thịt chiên quay với bánh không men là nói rằng họ phải ăn nuốt lời Chúa và trong lẽ thật của Ngài. Và ăn chung với gì? Rau đắng và có muối nữa, có chút muối nữa nha anh em. Như vậy là lễ vượt qua của họ, trong thức ăn của họ gồm có là chiên quay, muối, rau đắng và bánh không men. Đó là bốn cái thứ này phải có. Rau đắng là nói đến là gì? Chú mất nhắc nhở cho họ biết rằng họ đã từng ở Ai Cập 400 năm, sống trong cái sự tột cùng của sự cay đắng và tủi nhục. Họ ăn và có muối cặp theo. Muối là tượng trưng cho cái chất mặn. Và nước mắt của người ta khi đổ xuống thì gì, nó làm cho mặn phải không? Nước mắt nó mặn. Ý nói là gì? Họ phải nhớ những cái giây phút mà họ đã từng đối diện cái sự khóc than, khóc than đau khổ vì cái hành hạ, sự hành hạ của Pharaoh. Có những đứa con của họ bảo bị giết lúc còn trẻ tuổi. Như vậy cho chúng ta biết rằng bánh không men ý nghĩa thuộc linh là đến tội lỗi và sự gian ác. Do đó bánh không men tượng trưng cho việc chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ gian ác để tiếp nhận sự cứu rỗi và sự chân thật của Chúa.
Trong lời Chúa anh chị em, Chúa mất nhắc nhở chúng ta là gì? Khi chúng ta học lời Chúa, tôi và anh chị em phải đơn sơ tiếp nhận lời của Chúa. Đừng có suy diễn. Tôi không có thích chia sẻ kinh thánh mà suy diễn đâu. Có rất nhiều người dạy kinh thánh mà nói nghĩa bóng quá nhiều, và làm cho cái bài giảng trở thành nửa sống mà nửa chính đó. Và trong cái đó có những điều Chúa nói là nghĩa đen, là nghĩa đen. Chúa nói là chớ phạm tội thà tà dâm, thì đừng bao giờ nghĩ cái chuyện ăn ở với con nhỏ này, ăn ở như kia mà không phải là vợ, không phải là tôi cần phải nghĩa bóng là gì, thấy không? Xin Chúa ngài dạy dỗ chúng ta để tôi và quý vị có thể trưởng thành và kết quả trong Chúa. Và điều kế tiếp đó là gì? Những cái thức ăn trong con chiên á, trong con chiên là gì? Phải ăn luôn cả gì? Đầu, giò và bộ lòng nữa. Chứ không có dục cái gì chứ nghe. Có ý nghĩa là tôi và anh chị em khi học lời Chúa đó, chúng ta phải học từ cái sách đầu tiên cho đến sách cuối cùng, chứ không phải là chích ngang đầu là lật kinh thánh kiểu đi xem bói như vậy đó. Chúa ơi, Chúa phán dạy cho con ngày mai con làm cái gì, mở trong cái thánh này ra. Điều ta nói là hãy làm đi, ngày sau mở kinh thánh ra. Giu-đa thắt cổ tự tử rồi, số phận của anh nguy hiểm quá. Ngày đầu tiên mở kinh thánh ra hãy làm đi, ngày thứ hai mở kinh thánh thấy Giu-đa thắt cổ tự tử, như vậy là có nghĩa là gì? Không lẽ Chúa kêu gì thắt cổ tự tử hãy làm đi? Chúng ta không thể nào đọc kinh thánh theo cái kiểu là mù lòa kiểu đó được, và phải đọc từ sách Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền, anh em phải đọc một cách xuyên suốt. Đây nè, lý do tại sao có những anh em giảng lời Chúa đó và anh em lập luận cũng như là cát nghĩa rất là hay, lý do tại sao vậy? Đơn giản thôi, tại vì họ học kinh thánh xuyên suốt từ Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền. Nhưng đó thì khi họ cát nghĩa nó có lập luận và nó có nhiều cái ý trong đó. Còn lý do tại sao cái anh này anh chia sẻ lời Chúa, anh đọc một câu cái tự nhiên hết biết nói chưa? Lý do tại sao họ không có ý, họ không có lời trong đó vậy? Tại vì có đọc gì đâu. Rồi chúng ta đi tiếp đây. Chúa nói rằng chớ để chi lại cho đến sáng mai ăn cách thối hả. Dân Israel phải ăn thịt chiên quay trên lửa tại nhà mình, và họ chẳng để lại gì đến sáng mai. Vì ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 12 câu 10 nói: các ngươi chớ để chi còn lại cho đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Buổi sáng là lúc bóng tối bị xua tan đi và ánh sáng đến về mặt thuộc linh. Buổi sáng nói tới sự hiện đến lần thứ hai của Chúa. Khi ngài đã trở lại rồi, chúng ta không còn có thể chuẩn bị dầu cho mình được nữa, giống như là trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 1 đến câu số 13 có nói. Vậy thì chúng ta phải học hiểu lời Chúa cách siêng năng và làm theo những gì chúng ta đã học được trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Ý nói rằng ăn là phải ăn vào ban đêm, đừng để sáng mai, nếu có dư thì phải làm gì? Đốt. Tôi và anh chị em khi làm bất cứ điều gì, khi ăn học lời Chúa gì đó, chúng ta phải làm và phải giữ và làm ngay, chứ đừng có hẹn nay hứa mai. Đây nè, anh em thấy nè, khi dân Israel đi vào trong đồng vắng, họ gì? Họ Chúa bảo họ gì? Lấy mana mà ăn. Mà ăn mana đó là phải ăn đúng cái khẩu phần của mọi người, không được quá dư, phải không?
cái ngày nào phải đủ cho ngày đó. Nếu dư thì sáng mai nó trả thành gì? Sau mọt. Là Chúa không cho mình để qua sáng mai nha. Chúng ta đợi cuộc đời chúng ta sống trên đất này khoảng 70-80 năm. Chúng ta chẳng biết khi nào mình sẽ qua đi. Như vậy chúng ta hãy siêng năng học hiểu lời Chúa mọi lúc. Hãy cần kiếp, hãy gấp rút để học lời Chúa và hãy gấp rút để phục vụ Ngài. Đây cách ăn thịt đó là dây lưng cột, chân mang dài, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Sứ Kỳ Dích Tô Ký đoạn 12 câu số 11 có nghĩa rằng họ phải sẵn sàng cho việc xuất hành với một cái trang phục giày dép đã mang sẵn. Dây lưng cột, chân mang dài có nghĩa là họ phải hoàn toàn sẵn sàng, có nghĩa là hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Đời sống của cơ đốc nhân của chúng ta là cần phải trang bị khí giáp, những khí giáp của Chúa trang bị chúng ta. Lý do tại sao Chúa không có bảo chúng ta là gì? Đó là chừng nào đi ra trận hay mang khí giáp. Mà Chúa nói rằng khi là cơ đốc nhân này phải trang bị khí giáp. Và trang bị khí giáp không phải là trang bị ban ngày mà ban đêm cởi ra, mà trang bị luôn ở trong đời sống rồi đó. Vì khí giáp của cơ đốc nhân là cái gì? Đầu là mão sự của Chúa, áo là áo giáp của sự công bình, một tay là cầm gươm là thánh linh, một tay là cầm thuẫn của đức tin, dây định lưng là lẽ thật, giày dép là sự sẵn sàng của tinh lành và bình an. Rồi tôi hỏi anh chị em, ai là người thuộc cái bộ giáp của mình? Xin giơ ta lên đứng nói giùm coi. Học quá nhiều giờ quên hết trơn rồi. Tâm, mời Tâm đứng lên nói áo giáp mình có thiếu gì không. Đứng lên, đứng lên. Nói áo giáp mình có gì đó đủ không? Tôi coi kiểm tra coi có thiếu cái gì không? Rồi nói đi. Như vậy thì bạn Tâm đã bỏ áo giáp rồi, thôi ngồi xuống. Bạn Phong cười dưới kìa, thôi đứng lên nói áo giáp mình có cái gì? Tưởng đâu có nghe cây gươm đâu. Bạn này chỉ trang bị cái giáp phòng thủ, còn cái gươm là bỏ lại rồi. Cái đó là cái mà anh em phải nằm lòng. Cái đó là cái của người chiến sĩ thì ra đi giải cứu người khác, là anh em phải mang cái khí giới vô. Chứ đâu thể nào đi ra đuổi quỷ. Một quỷ đánh te tôi về nhà bầm dập hết trơn đó. Mục sư ơi, em nói mục sư thế này là hôm nay em đuổi con quỷ nó về nó là em tơi tả hết trơn rồi. Vì áo giáp của mình đâu, phải không? Thửng ở đâu? Gươm ở đâu? Không lẽ lúc đó anh em bỏ quên rồi? Hoặc là anh em tuột đi dọc đường rồi nó gớt mất rồi? Anh em thấy rằng cái ngày lễ vượt qua thôi là Chúa còn muốn cho dân sự của Chúa phải trang bị tinh thần sẵn sàng, phải mang giày dép. Họ không phải ra trận đâu, nhưng mà họ là chữ quần lễ rồi, họ chuẩn bị đi vượt qua khỏi Ai Cập, vượt qua khỏi cái vùng đất đó, để bước vào trong xứ hứa đó, là họ phải trang bị như vậy. Mà đời sống của cơ đốc nhân chúng ta ở trên đất này, chúng ta đang trông chờ ngày Chúa trở lại, là cơ đốc nhân là bắt buộc phải trang bị những khí giới đó. Trang bị khí giới để làm gì anh em biết không? Để làm cho mình được mạnh mẽ và được đứng vững. Làm cho mình được mạnh mẽ, làm cho mình được đứng vững trong ngày cuối cùng này, để cự địch cùng ma quỷ. Rồi xin mời người nữa đi, để thuộc khí giáp không? Mời bằng thân. Đừng lên, đừng lên. Không có nói vấn đề anh em là người đi dạy, anh em là cái người đi giải cứu người ta, là anh em phải nhớ được mấy cái bộ giáp này giùm tôi cái. Không là tự nhiên là tuột mất hết trơn rồi. Cứ để tay đặt trên đầu cái giùm tôi cái. Đây là cái mão cứu chuộc. Rồi. Rồi.
Rồi vậy địch là gì? Vậy địch lưng là cái gì? Quên rồi. Vậy địch lưng là lẽ thật, là lời của Chúa là lẽ thật. Rồi gì nữa? Rồi, gươm là đức tin, là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Rồi gì nữa? Rồi đúng rồi, giày là giày dép bình an, là sự sẵn sàng tin lành nha. Nếu mà giày bình an không là chỉ có một chiếc thôi, còn sự sẵn sàng tin lành là cái chiếc thứ hai. Như vậy giày dép có sự sẵn sàng của tin lành bình an làm giày dép. Rồi nhớ chưa? Chỉ bảy, và cái này là phải nhớ mới được. Mời chị đứng lên đọc cho tôi biết về vấn đề khi ra. Dạ. Dạ. Gì nữa không? Tôi thấy nó thiếu rồi đó. Còn cái áo làm chi? Áo giáp là cái gì? Áo giáp là sẽ công bình. Rồi còn nữa không? Thôi được rồi, cảm ơn Chúa. Như vậy thì hôm nay tôi sẽ tra khảo cũng như là kiểm tra anh em coi giày dép gì đâu và giúp tùm lum hết trơn. Gặp chuyện rồi chạy tứ lung tung đi tìm, kiểu này là không được rồi. Chị Hai Tùng, áo giáp của chị đâu? Nhớ cái nào không? À, đừng có dòm, đứng lên rồi nhớ cho nhớ cái nào, nhớ cái đó. Mà tôi nói anh em phải nhớ hết. Tôi không có dòm đâu mà sợ. Thôi ngồi xuống đi. Rồi nói cái được rồi. Nhưng mà tôi khuyên thế này là anh em làm ơn về làm dân, hãy thấm nhuần về những cái khí giác này. Tại vì đó là điều quan trọng nhất của cơ đốc nhân. Và anh em là một trong những cái chiến sĩ của Chúa, thấy không? Là anh em phải hiểu và phải tin vào những điều mà đã được viết. Như vậy thì anh em phần lớn đây không có ai trôi chảy được cái giáp này hết trơn. Xin Chúa ngày nhắc nhở để tôi và anh chị em nhớ nghe không, lần sau bắt buộc anh em phải nhớ giùm tôi mới này. Tối nay nè, anh em ngủ đây nè, bắt anh về nhà ngủ. Làm ơn anh em nằm mớ luôn, cầu nguyện xong mớ luôn. Mớ đến đổi rằng anh em lúc nào cũng nói rằng Chúa ơi mặc con giáp, giày dép gì kia đó, anh em phải nói cho nó rõ để ngày mai tôi kêu từng người đó. Năm thành nói được không hả? Được không? Ông cười không? Phải được chứ, phải không? Đứng lên. Nó anh là ông là người nói cuối cùng đó. Coi gỡ lại hết giùm mọi người coi. Nó lớn lớn mình mới nghe. Thôi ngồi xuống đây, tôi nghe ông cái cười cái là tôi biết rồi. Cười cái là nó rụng hết rồi đó, rụng giáp hết rồi.
Áo giáp là công bình chứ không có bình an ở trong đó. Bình an là nằm ở đôi giày á, không nói mà lộn rồi đấy, không tự nhiên lấy đôi giày làm áo luôn thua rồi. Cảm ơn Chúa. Chúa cho anh em cố gắng cậy ơn Chúa và nhớ đó là ở trong episode đoạn 6 từ câu 13 đến câu số 18 á, anh em cố gắng cậy ơn Chúa và nhớ những điều này.